Xin chào mọi người. Thì hôm vừa rồi ý, em có xem được một cái clip là một con chó nó là Golden. Golden nó rất là hiền, nhưng mà hôm đấy em xem cái clip đấy là con Golden nó lại cắn vào cổ của một cái con fox sóc ấy mà nó không nhả luôn. Thì hôm nay em cũng sẽ làm cho mọi người cái video về cách mà chia sẻ một số kinh nghiệm, có nghĩa là khi mà con chó cắn nhau là khi mà con nó ngoặn chặt đấy, nó cắn để cho nó nhả ra, nó cắn người cũng như là cắn con chó nhỏ khác ấy, thì để cho mọi người một số cái mẹo ấy. Thì như là cha em này, thì như những con cái ví dụ nhé, là một con cái mà khách em gửi lên ấy, thì thường bọn em nhận bình thường nhận rất là nhiều, có nghĩa là tháng có thể nhận được khoảng 10-15 con cái phối ấy. Thì như những con cái này nó kiểu như hay khi mà thả ra, bọn em hay thả ra mà nên là nhiều khi con nó cũng hay cắn nhau ấy, thì mà cách mà bọn em hay gỡ nó ra là nó dùng cái dây, bọn em hay khi mà thả ra bọn em hay dùng cái vòng thít của chó. Đây cái vòng này là không phải cái vòng thít, là khi mà con chó nó bắt đầu mà nó ngoạm nhau là cắn nhau nó chặt thì bọn em sẽ dùng cái dây thít. Khi mà ngoạm thì em sẽ thít dần mạnh này vào. Khi mà như là như vậy thì cái cổ rất là chặt nhé. Có nghĩa là như vậy thì là con chó nó không thể thở nổi. Thì như vậy khi nó thở ra, nó dần dần nó sẽ nhả ra. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai, nếu mà ở nhà có cái vòi nước nhé, mà mình sẵn có vòi nước ấy, khi mà nó cắn mà không nhả, mà không có trường hợp mà không có dây thít nữa, thì mình có thể dùng cái vòi ấy, nó chọc xả nước và cho thẳng vào cái họng của nó. Khi nó bắt đầu cắn thì cái hàm của nó bắt đầu mở ra, đúng không? Mình sẽ chọc thẳng vào cái hàm này đấy, chọc thẳng vào cổ họng. Khi nào mà con nó khi cho nó uống nước mà nó nghẹn quá, rồi nó sẽ dần dần nó thả ra. Đấy là một trong những hai cái trường hợp. Cách thứ ba là có thể là dùng một cây sắt hoặc là cây gỗ hoặc là cây gì đấy. Khi mà nó cắn ấy, mọi người nhìn cái hàm nó sẽ như thế này, đúng không? Nó cắn vào thì mọi người sẽ chọc vào phía bên trong này. Đây này có một cái ấy nhá. Nếu mà bên chuyên dụng thì họ sẽ có một cái gọi là cái bậy nanh chó ấy. Thì họ sẽ xiên vào đây. Phía bên trong này. Nó đang lừa mình. Xong rồi mọi người bênh nó ra là nó sẽ nhả. Hoặc là nếu mà mọi người không có cái vòng thít ấy, dây thít ấy, thì khi mà ra ngoài ấy, bao giờ cũng sẽ có một cái dây dắt hoặc là cái ấy, đúng không? Cái dây xích, đúng không? Thì mọi người vòng qua cổ nó một cái. Mình vòng qua cổ thít chặt nó lại. Chặt nó lại. Đến lúc mà nó bắt đầu nó nghẹn thở hoặc là đây. Nó nghẹn quá, nó không thở nổi, nó dần nó sẽ nhả ra ấy. Như bên chuyên dụng như bên em ấy, thì bên em sẽ có cái bậy nanh, đúng không? Thì xiên vào, cắm vào bên trong này xong rồi bẻ ra. Bẻ ra thì nó sẽ tách được cái hàm của nó ra, chứ còn mọi người đặc biệt là không nên dùng cây hoặc là không nên đánh con chó mà đang bị cắn nhá. Khi mà nó đang hăng, rồi ấy, thì dù là đánh hay là quát thì nào ấy, nó cái tâm lý của nó vẫn đang hăng ấy, nó không thể nào xả được ấy. Thì nó vẫn cứ nó cắn. Đúng rồi, mà nó tâm lý nó càng bị đau thì nó lại càng nghĩ là cái con chó kia nó cắn lại nó. Hoặc là cắn người cũng thế, nó càng bị đau thì nó sẽ càng cắn hăng hơn. Nên là đặc biệt là mọi người không nên đánh. Đây, như con chó này là bắt ở trại em, sau đấy thì anh ấy gửi xuống phối giống đây mọi người nhé. Bên em vẫn nhận phối giống và bắt đầu ra. Điều kiện là con chó cái phải có nguồn gốc rõ ràng, tức là có giấy VK, hoặc là con chó cái bắt từ trại em. Anh chị nào mà muốn nuôi sinh sản thì có thể liên hệ ngay hotline bên em. Hiện tại là đang rất là nhiều chó cái luôn. Quấn đâu, quấn người, con này dài thật. Con này dài rồi. Mà đuôi nó rất đẹp nhé. Con này nhìn gầm đen xì luôn. Giống như con nát của nhà em ấy. Con này gầm đen hơn, lưng sáng màu hơn. Nhưng mà con nát lại nó đỏ hơn. Ừ. Cả nát là đỏ bã trầu, còn con này là phả mê. Cái đuôi này nhìn rất là giống nhé. Đúng không? Okay. Nên là anh chị nào mà có trường hợp mà hoặc là có cần giải đáp thắc mắc thì anh chị các video có thể comment lại phía dưới giúp bọn em nhé, để bọn em có thể lên được cái video mà hỗ trợ được anh chị chia sẻ những cái kinh nghiệm mà bọn em ở trại này. Xin chào mọi người.